Ê, hội này hôm nay nó bị làm sao ấy cậu? Tanh quá à? Tanh quá à? Đây có chắc là lên được cái bếp này không vậy? Trong bữa chay của chúng ta ngày hôm nay sẽ có thêm thịt heo này. Ui, con mực này nó ăn cái gì đấy? Nó lên đến đây luôn đấy. Xin chào các bạn. Các bạn đang quay trở lại với channel Nick Tito. Các bạn thân mến, đã bao lâu rồi các bạn không đi du lịch? Thực sự là Ninh cảm thấy thời gian vừa rồi mình rất là thiếu những cái chuyến đi du lịch luôn. Và hiện tại thì bởi vì không sắp xếp được thời gian đi đâu đấy dài ngày, nên là mình đã quyết định thuê một cái gọi là homestay, có cái vườn rất là xinh như ở đằng sau đây này. Wow. Đó, cái homestay này thì mình sẽ tổ chức một buổi barbecue với tất cả các bạn thành viên ở trong Tito Team. Bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn vào xong xem là mọi người đang làm gì nhá. Hào hứng lắm luôn ấy, kiểu đợt vừa rồi mình bị bí bách ấy, xong rồi khó chịu vãi, ở trong thành phố lâu ấy, khó chịu vãi. Ui giời ơi, quả dép. Rách rồi. Đây là Trung Anh. Em đang làm gì đấy? Mình đang nhóm bếp để cho than này lên. Ôi lâu lắm rồi không làm than củi. Đây là Nhi nè. Đây là Trung Anh nè. Đây là Thục Anh nè. Em xác định để cái mái tóc đấy để ăn đồ nướng ấy hả? Đây là Vũ nè. Sao nhìn giả chân. Đúng rồi, giả chân một chút nào. Đây, bây giờ thì chúng mình sẽ nhóm lên. Đây, có chắc là lên được cái bếp này không vậy? Không, bây giờ mình phải đặt than lên chứ đúng không? Chúng mình chỉ có một hộp cồn thôi nhá. Ở khu này thì nó sẽ có rất là nhiều đèn trang trang ở trên. Thật ra bây giờ cảm thấy nó ít hơn. Cái thùng này về rồi à? Ui, nặng vãi. Cái thùng này Ninh được bên Samyang Bundak tặng. Nếu mà các bạn không biết Samyang Bundak ấy thì nó là... thật ra chắc chắn là các bạn biết rồi, tại vì những cái bạn nào mà thích ăn mì cay ấy chắc chắn là biết đến mì cay Samyang. Thì bên đấy có hạn gửi tặng cho mình một cái thùng với rất nhiều các cái loại sốt như này, để chọn ra một cái loại sốt nào mà Ninh cảm thấy ok nhất để tham khảo và đẩy ở thị trường Việt Nam, đặc biệt là trong các bạn trẻ như chúng mình. Ở trên tay Ninh thì đang có ba cái chai sốt cay của Samyang Bundak, và đây là một cái chai mayonnaise vị cay luôn, Ninh chưa bao giờ thử mà nó sẵn như này các bạn ạ. Về packaging thì sản phẩm sốt chấm gà cay của Samyang này cũng giống như nhiều loại sốt chấm khác ạ. Nó sẽ đều là chai nhựa nhá, xong rồi có đóng nắp chắc chắn và seal giữ chốt trước khi mà các bạn mở ra. Đen thì nó sẽ là cái vị cay truyền thống, đỏ sẽ là vị cay bùng nổ, wow, và hồng là vị carbo vẫn cay nhưng mà có thêm phô mai nên là nó sẽ dịu hơn, và cuối cùng là mayonnaise có vị cay như cái chai màu vàng nhạt này các bạn. Ta-da! Bây giờ thì Ninh sẽ dẫn các bạn vào xem là ngày hôm nay đồ ăn của chúng mình sẽ có cái gì. Chúng mình thì thuộc dạng kiểu ăn chay thôi các bạn, nên là sẽ có dưa chuột này, đây là nấm và bông cải xanh này, đây là ngô, măng tây. Trong bữa chay của chúng ta ngày hôm nay sẽ có thêm thịt heo này, đây là rẻ sườn này, đây là mực. Mực phải mua đông lạnh à? Đây là bạch tuộc, nhưng con này chắc là không mua được tươi rồi. Và đây, các bác đợi tôi. Ta-da! Đây mới chính là cái mà Ninh thực sự rất là thích. Chúng mình đã phải tìm rất là lâu để ra được những cái loại này. Đây là tu hài này các bạn. Wow. Đó, tu hài này thì chúng mình toàn mua những cái con tươi hết thôi các bạn. Đó, tiếp theo thì mình sẽ có ở đây là hàu. Hàu sống nha. Đây là con sò dương to kinh khủng khiếp luôn. Rồi, đây là con ngán. Con ngán thì sẽ là bạn của con ngao các bạn ạ. Đó, nhưng mà ngày hôm nay thì ngao nhỏ quá, chúng mình gọi ngán. Và một cái bọc này sẽ là hải sản, sẽ là tôm sú. To đùng. Bình thường ấy thì mọi người hay ăn barbecue với thịt. Thật ra là Ninh hay ăn barbecue với các loại thịt nhiều hơn. Tuy nhiên ngày hôm nay thì Ninh muốn thay đổi một chút, cũng là hơi nhớ nhung biển thì Ninh đã kiểu gọi về hải sản. Với cả sẵn là thời tiết lạnh lạnh, xong rồi có cái sốt cay kia, thì chúng mình sẽ làm một bữa barbecue hải sản. Tuy là đắt tiền hơn một chút, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ có thể mang lại nhiều cái trải nghiệm và những cái gọi là kỷ niệm tuyệt vời hơn trong một cái không gian và thời tiết mùa thu, những ngày cuối thu rất là đẹp của Hà Nội như này. Đó, thì bây giờ chúng mình sẽ đi sơ chế hải sản này và chuẩn bị cái bàn ngoài tiệc ngoài kia để đợi trời tối, trời nó tối xuống một chút mình nướng xèo, thực sự nó sẽ là một bữa tối barbecue hải sản thật là tuyệt vời. Bây giờ thì đợi xem hội kia. Ê, hội này hôm nay nó bị làm sao ấy cậu? Tanh quá à? Đây là con ngán à? Sò dương. Ui, to thế. Còn đây thì sẽ là một con mực to đùng. Ui, con mực này nó ăn cái gì đấy? Cái mai của nó. Mai mực á? Vâng, đây là mực mai đấy. À, mực mai à? Hôm nay mình gọi mực mai à? Nhưng mà con này thì chắc là không ăn ngon bằng mấy con mực kia đâu nhỉ? Vâng, nó sẽ dày hơn thôi. Nó dày hơn chắc nhìn được nó đẹp.
sống ảo. Ôi giời ơi! Không ai biết đâu các bạn. Ok, hiện tại thì Ninh đang nướng rất là nhiều đồ ngon ở đây luôn. Đây là lần đầu tiên Ninh tự cùng mọi người làm một bữa barbecue bình thường trước ra nhà hàng ấy. Đó, các bạn nhìn thấy ngon không? Tôm này, đây là sò dương nướng lên này. To đùng. Ôi, con này mở ra rồi. Đây là con ngán. To chưa? Đó, ở đây mình có củ quả nữa. Hấp dẫn quá. Mọi người, anh Ninh đang nướng ở đằng kia ấy, thì ở đây mình với cả Nhi có sẵn một ít tôm thế này. Bọn mình sẽ thử thách anh mình với cả ba cái vị cay ở đây một xíu nhá. Thế bọn mình sẽ cho anh ấy ăn thử xem anh ấy phân biệt được cái nào cay nhất, cái nào bị cay như nào không. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình Không Cay Không Về. Anh ơi, đây phải cắt cái mực. Ơi, bọn em quà sinh nhật nào? Quà sinh nhật à? Quà sinh nhật. Đâu, mang lên tặng nào? Đang nướng. Không, anh phải đi vào đây để tham gia show của bọn em. Nóng quá à? Ninh đã thấy ba chai sốt và Ninh đã biết có vấn đề rồi. Hay nướng hộ nốt này. Ui, nướng hải sản không dễ như mình nghĩ các bạn, nóng quá. Các bạn ạ, ba cái chai thì nhìn rất là giống như cái màu gói mì ấy, thì Ninh không biết là những cái sốt này nó có giống khi mà ăn được cái vị không. Thì Ninh sẽ thử cái này trước này. Cái này cảm giác nó đang nhẹ màu nhất, màu nó kiểu cam cam sệt sệt nhất. Mùi khá là thơm mà không biết cay đến mức độ nào đây này. Ninh sẽ thử con này đầu tiên. Cái sốt này thơm rồi đấy. Cay nha. Cái cay này chuẩn bị cái cay trong mấy cái gói mì Samyang á. Ngon. Cay này kiểu cay không thể dừng được luôn ấy. Anh đoán nhá. Cái này chắc là cái loại đen truyền thống. Tại vì mì cay cái nó rất là phổ biến luôn cái này á. Đúng á? Tinh à? Yes. Ngon. Thử sang cái này. Anh bắt đầu nóng gian hết cả cái miệng này. Cái sốt Samyang bao giờ thế nó kiểu không thể dừng được ấy ạ. Bây giờ Ninh sẽ thử sang cái này. Cái sốt này thì Ninh thấy là nó đỏ hơn, đậm hơn một chút và nó thêm một chút vàng vàng. Thêm một chút vàng vàng. Cái này vị lạ lắm này. Cái này nó sẽ có thêm một chút kiểu phô mai ấy. Wow. Nhìn thấy rồi, cái chai màu hồng này có thêm một chút phô mai. Tuy nhiên Ninh thấy cái mức độ cay của cái này so với cái chai đen nó giảm. Ninh nghĩ là cái chai này nếu mà bạn nào mà kiểu ít ăn được cay ấy, thì sẽ thích. Bởi vì là nó sẽ giảm được cái độ cay. Nó thêm, cái này là carbonara. Ngon. Thôi xong. Nó tê gian hết cả cái miệng luôn các bạn. Nào, quả này xin phép cầm tay đây. Quả này đỏ quá em ạ. Nó có 6200 độ cái cây thôi anh ạ. Thế á? Nó gấp 3 lần cái phô mai vừa nãy ạ. Thôi, chuẩn bị tinh thần trước rồi, anh nghĩ không sao đâu. Nó lên đến đây luôn đấy. Nó tỏa
quanh miệng quá, ôi mình không nói được. Tưởng quá, cười cái này đã đấy. Thực sự bạn nào mà ăn cay được. Cái này đã à. Biết vấn đề rồi. Cái extreme này nó sẽ hậu vị, nó sẽ tỏa xuống cả cổ các bạn. Cái kia nó sẽ dâm gian trong khoang miệng. Còn cái extreme này nó sẽ tỏa xuống cả cổ và toàn bộ lưỡi. Wow. Cái này có mì không á? Có mì siêu cay hơn cái loại đen đấy ạ. Cay nó đã kinh khủng luôn đấy. Nhưng mà ấy, nếu mà cho Ninh chọn các bạn, Ninh chọn cái này, truyền thống. Cái truyền thống này ăn mức độ cay, nó cay nhưng nó vừa phải. Và cái carbonara thì chắc là không phải ai cũng ăn được. Mà còn thêm chi, có vị carbon. Có vị carbonara. Ok, đã cay đây này. Nào, Ninh vẫn sẽ thích cái vị truyền thống này. Bundak, Samyang Bundak truyền thống. Ê, nướng thịt được chưa ạ? Phải ăn thôi, không mà nó nguội hết cái này mất. Thử thách thành công chưa? Thành công. Ui, mọi người vừa nướng xong một đĩa hàu với cả phô mai ngon tuyệt các bạn. Phía bên dưới các bạn sẽ thấy ở đây rất là nhiều các cái con, đây là sò dương to đùng. Ở bên này thì mình sẽ có, đây là bạch tuộc nướng này, đây là tôm, đây là con tu hài các bạn. Đó, nướng phô mai luôn. Trong một đĩa rau củ quả nướng này thì có lẫn thêm cả đây là sò dương với cả đây là mực ạ, mực trắng, mực mai. Đây, đây con ngán các bạn. Con ngán này mình nướng không thôi, xong mình sẽ chấm với cả sốt ớt. Thì ở đây sẽ có cái sốt này, là cái màu này nó đậm đậm. Chắc là sốt extreme rồi. Đó, extreme các bạn thấy cái texture của nó ấy. Nó lỏng lỏng này. Đó, và mùi rất thơm. Rồi, còn bên này thì chúng ta sẽ có sốt này. Cái màu nó hơi cam cam nhạt hơn một chút thì nó sẽ là cái sốt carbonara. Nó có thêm phô mai nữa. Ơ, thế còn cái sốt kia đâu ta? Đây, đây là chai truyền thống mà bị thiếu. Các bạn nhớ khi mà trước khi rót các bạn nhớ lắc đều nó lên để nó không bị tách lớp. Các lớp nó quyện vào với nhau thì nó sẽ ra được một cái sốt lỏng lỏng như này. Đó. Rồi, chắc đủ đấy. Cái mùi nó cũng thơm nữa, ôi tự dưng thèm mì nhỉ. Thế cái này chấm thịt chắc ngọt. Thịt nướng được chưa ấy nhỉ? Đây, em vừa cắt xong cho anh đây. Wow, một đĩa thịt lợn và thịt bò nướng. Yes. Các bạn ạ, cái sốt này khi mà chúng mình chấm hải sản ấy, nó kiểu kích thích, nó cay cay đúng không? Xong rồi cảm nhận được cái hải sản rất là rõ, vị tươi này, xong rồi thơm. Để ngại chấm trên bên miếng thịt cho ngon. Quá, chấm vừa ăn. Ăn với hàu ngon rồi anh ạ. Đây là vị truyền thống. Ôi trời chết, quên mất quay phim. Thục anh, thục ly. 1, 2, 3, go! À, đã quá, chấm thử không? Ngon không? Anh đây, đây là con sò dương. A few moments later. Cảm giác bay luôn cả hàm. Ngon quá. Cái sốt này ngon lắm ấy. Ngon, em thấy chấm thịt cũng ngon. Ngon. Tổng kết lại clip ngày hôm nay thì thực sự là cái bữa nướng này các bạn ấy chuẩn bị hải sản các thứ ngon đấy. Mấy cái loại này ngon. Giá cả thì mọi người có thể tham khảo trên thị trường. Nói chung là cái bữa này nó khoảng dưới 2 triệu cái đống hải sản này thôi. Tiếp theo là về cái sốt. Thì với cái loại sốt này thì Ninh nghĩ là bạn nào mà thích ăn cay mà đặc biệt là đang quen với những cái vị mì mì cay Samyang ấy thì chắc chắn sẽ thích cái này như Ninh. Đó, thì nếu mà các bạn muốn tìm mua những cái loại sốt này của Samyang Bundak thì Ninh có hỏi bên hãng, họ sẽ bán ở rất nhiều các siêu thị. Chắc là cái chỗ nào có bán mì cay ấy, Samyang ấy, thì sẽ có những cái sốt này thôi. Thì loại này sẽ dành cho các bạn nào ăn cay vừa. Bạn nào mà muốn kiểu chưa biết ăn cay mà muốn thử ấy thì có thể thử cái carbonara màu hồng.
Hoặc là bạn nào mà kiểu thực thần ăn cay thì có thể thử màu đỏ, nhưng mà thôi, Ninh là Ninh thích nhất cái này rồi. Đó, thì các bạn có thể thử Sam Yang Boon Duck để cảm nhận được sự ngon, cái cách nó kích thích cái hương vị để cho cái đồ ăn nó trở nên ngon hơn. Đặc biệt là hải sản hoặc là thịt nướng hoặc các loại chiên rán. Không nào phải làm một bữa chiên rán. Đó, còn bây giờ thì chắc là đến lúc Ninh phải kết thúc clip rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip ngày hôm nay. Và bây giờ thì hãy để chúng mình một chút thời gian riêng tư nhờ, để có thể tự liên hoan với nhau trong cái buổi đi du lịch ngắn ngày ở Hà Nội ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.